liệu răng chuột có mức giá 300.000 có ngon hay không? Hãy cùng xem nhé. Deru M908. Trong hộp em này sẽ có chuột và chả có gì cả anh em ạ. Em này thì là phiên bản màu hồng, nhưng nếu anh em thích thì vẫn có phiên bản màu đen cho anh em nhé. Dáng chuột của em này là dáng chuột cổng thể học, tay trái với tay phải, nhưng mà hơi khó chịu một chút bởi vì cầm như này, hai ngón này lại không phình ra, lại co vào như này khiến cho nó cảm giác hơi khó chịu một tẹo. Về cân nặng thì em này cũng khá là nặng đấy, tầm 135g. Nút bấm thì sẽ có 6 nút bấm anh em nhá. Mắt đọc này thì là mắt đọc ATG bộ hộp chỉ không. Nói chung là mắt đọc tầm trung thôi, nhưng nó chưa đủ để anh em có thể tra hát CS:GO đâu. Bên trên này sẽ còn có 3 feet nữa để anh em có thể di chuyển một cách mượt mà hơn. Ngoài ra, em này còn dùng dây cao su. Bề mặt em này thì sờ rất là sướng. Cái nút bấm thì rất là cứng cáp, tất cả các nút từ A, B, C, X, Y, Z, G, H, K, L, M đầy đủ luôn. Đánh giá chung thì cái chất lượng build của này khá là ok đấy. Đèn RGB thì em này sẽ có RGB ở phần viền này thôi, sẽ khiến cho anh em có là customize cho trải nghiệm chơi game anh em một chút. Với tầm 300.000 thì mình đánh giá cái này cũng khá là ok đấy. Nếu anh em muốn mua thì hãy mua ngay vào cho mình nhá.